Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Khanh. Đã lâu lắm rồi Khanh mới quyết định làm video swat son, hay là còn gọi là video first impression nữa. Sản phẩm mà hôm nay chúng mình cần chú ý tới đó chính là son bút chì của Beauty People. Đây, hình dáng son như thế này rất là dễ thương phải không? Son này có bảng màu khá là đa dạng, tận 20 màu lận cơ. Nhưng mà Khanh chỉ chọn ra 7 màu mà Khanh thích nhất để swat thôi. Vậy thì chúng mình cùng bắt tay ngay vào tìm hiểu em ý nhá. Đây, Khanh đã sắm những cái màu như thế này đây. Các bạn nhìn đã thấy là những cái màu này rất là dễ đánh đúng không? Là những màu tím, hồng, cam, rất là cơ bản. Đầu tiên về thiết kế thì son có hình dạng giống một cây bút chì, rất là đáng yêu. Về nắp xoay như thế này rất tiện lợi, và khi chúng mình đánh son xong chúng mình chỉ cần vặn xuống như thế này rồi lại vặn son vào thì lúc ấy chúng mình sẽ không quên mất là son vẫn đang còn, và đóng nắp lại thì không bị dây ra ngoài nữa. Như Khanh đã nói từ trước thì bảng son này có tận 20 màu tất cả, thì cái bảng màu đấy được pha trộn giữa cả son lì lẫn son có nhiều dưỡng. Nói chung là Khanh mua số rất là linh tinh và Khanh cũng không biết cái nào là lì, cái nào là nhũ, vậy cho nên là chúng mình cùng phải thử swatch thì chúng mình mới biết được. Màu đầu tiên mà Khanh sẽ swatch đó chính là màu 06 Lucy. Đây, em Lucy này là màu đỏ. Như thế này. Ủa sao lên này nhìn nó cứ căng căng. Cảm nhận đầu tiên của mình về son là son rất là mịn, đánh lên rất đều màu và rất là rõ màu. Các bạn thấy không? Môi của mình đều hết màu. Mỗi tội là đầu son quá to cho nên là để đánh viền môi nó rất là khó. Các bạn có thể dùng tăm bông để có thể fix lại cho chuẩn hơn. Màu thứ hai Khanh muốn swatch đó chính là màu số 08 Wendy. Đây thì màu 08 này mình chính xác là màu cam này. Nếu các bạn sợ bị lộ hàm răng chưa được sáng màu thì mình khuyên là các bạn nên tránh những màu như cam thế này ra, bởi vì khi đánh màu này ra nhìn rất là dễ bị xỉ màu. Hai màu mình vừa sử dụng, màu 06 và màu 08 này đều là son lì. Các bạn thấy không, lên hình nó chỉ hơi bóng một chút thôi, còn bên ngoài thì mình không thấy bóng lắm. Chất son nhiều dưỡng rất là thích, rất là mềm môi và không bị khô môi như các loại son lì khác. Màu thứ 3 cũng chính là màu số 10. Đây, màu số 10 này là màu hồng san hô nhạt. Từ đầu đến giờ mình swatch 3 thỏi rồi và 3 thỏi đều đánh lên rất đều màu. Tuy nhiên là màu số 10 này nó có hơi khô hơn một chút, mình cảm giác nó ít dưỡng hơn và nhìn nó cũng không bị bóng như hai cái màu đầu tiên nữa. Mình nghĩ là mình có thể sử dụng màu son này hàng ngày mà không cần phải trang điểm. Tiếp theo là màu số 14. Dưỡng thêm bóng hơn ngay son trước mình đã swatch. Đây là màu hạt đất. Đấy, đánh lên nó bóng này. Tuy son rất nhiều dưỡng và nhìn bóng một chút nhưng mà mình cảm thấy rất mềm môi. Tuy nhiên là màu son này sẽ dễ trôi hơn những cái màu son trước mà mình đã swatch. Màu tiếp theo là màu số 16, cái này màu tím hồng.
thật với các bạn là Khanh vẫn đang bị ốm. Giọng Khanh em vẫn rất là tởm. Khanh bị một cái sẹo trên môi, mãi nó không khỏi để quay video. Nhưng mà chậm quá rồi cho nên là mình vẫn phải quay. Các bạn nhìn không? Thật sự màu này mình thấy rất là xinh và lạ. Tuy nhiên là không được trending lắm trong thời gian gần đây. Có lẽ bởi vì nó hơi bị già. Khanh sẽ nghĩ ra kiểu makeup thật là hay về cái màu son này rồi sẽ update lên Instagram. Ôi tôi khản giọng quá. Tiếp theo là màu số 17. Em này thì khỏi phải bàn nữa. Đỏ burgundy rất là đẹp, lại còn lì nữa. Các bạn có thể so sánh giữa màu 14 và màu 17 này thì màu 14 rất là bóng, còn màu 17 thì không hề bóng tí nào. Son lên rất là rõ màu. Chỉ mỗi tội là cái son này cái viền nó không được nhọn, hơi to cho nên là lúc đánh cả môi nó hơi khó tí thôi. Son này rất lì, mình phải nói là rất lì. Nó khô hơn tất cả những cái son lì trước mà Khanh đã đánh. Khi mình xoa lên tay thì màu đậm hơn lên môi mình một chút. Lên môi thì lại ra một màu đỏ rất là đẹp. Không được như đỏ burgundy nhưng mà cũng rất là xinh. Và màu cuối cùng đó chính là màu 19. Đây mới chính xác là hồng san hô này. Cái hồng vừa nãy nó như kiểu hồng baby á. Đây mà màu san hô. Và màu 19 này cũng chính là son lì. À dạ ơi, son cũng vẫn là son lì nhưng mà nó khác hẳn với những cái son mà mình vừa swatch. Son màu rất nhạt và mình lại không đầy màu. Chất son của thỏi 19 này là Khanh không thích tí nào. Đánh lên môi bị bợt này, lộ hết cả vân môi và khuyết điểm môi này. Chắc tại màu son này sáng quá cho nên bị lộ ra. Các màu còn lại thì rất là ok, mình không chê, nhưng mà 19 này thì mình I don't like it. Kết lại là với cái thiết kế rất là dễ thương, phù hợp với học sinh sinh viên và rất là nữ tính. Kèm theo đó là giá tiền cực kỳ rẻ, chỉ có 150 đến 160 một thỏi thôi. Cũng như là bảng màu cực kỳ đa dạng thì mình nghĩ là các bạn có thể sắm cho bản thân mình 1 đến 2 thỏi son để có thể thử cho vào bộ sưu tập chẳng hạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ video lần này của mình. Nếu các bạn thích thì nhớ ấn like, còn nếu muốn theo dõi video tiếp theo của mình thì nhớ subscribe nhé. Cảm ơn các bạn.